Chưa có áo, chưa đóng áo. Đó rồi. Chưa đóng áo mà. Hỏi trận đã nằm thử tao đo mà. Đóng áo chút mà nắm. Có chiều dài mà làm cho nó rộng chứ. Lấy áo cả cây. Lấy áo 14. Chị dối chơi gì tư. Áo chì à má. Rồi lấy. Dạ đâu. Ôi trời. Chừng hết à. Vậy là lăn cho không được không? Ừ, nó không giống nhất được. Vừa. Mình làm 60 là vừa. Chà. Làm 60 là vừa. Ê, ê, năm năm, có trà kìa năm. Trà kia tí á, đem vô uống trà hả? Đổ vô. Cho thơm. Nó hơi chật. Giờ mấy người mập là không thua rồi. Đâu, anh làm 60 luôn đi. Đâu, đâu, cho người ta rộng rãi một xíu anh. Trời, ha. Có áo mà. Tao đóng luôn, nãy để tao đóng áo cho đẹp. Alo, xin chào quý vị khán giả. Bữa nay ra lại thăm lại cái xà lan bến phà Bình An. Bắp anh. Sắt này mình làm đâu anh Tấn? Nhà một cái, còn cái ở An Giang đấy. Cái chi tôn của bà Bâu đúng không? Cái chị tôm mà bầu á. Hả? Bây giờ cái đuôi phà nằm bên kia hả? Dạ. Đây. Dòng xuống dưới coi thấy cái chỗ cái phà bên phà Bình An không? Bên kia sao mày thấy được cái bảng lên trên nè. Không có lại đó thọc tay ra. À, hôm nay Sang giới thiệu cho quý vị là cái xà lan này hôm hổm mấy anh em đóng để dành làm cái xưởng cưa di động để đóng hòm cho bà con nghèo một năm khoảng tầm 300 cái hòm hơn, và đồng thời làm cái xưởng cưa đây để mà cưa cây gỗ để làm cho những cây cầu làm dàn giáo, khổ mất công mình thuê đồ cưa nữa. Cho nên thì từ khi ổng dạy giờ làm cái xà lan này, làm xưởng cưa di động này ở trên xà lan này rất là đỡ cái tiền chi phí cưa cây xẻ gỗ rồi làm mấy công trình từ thiện phục vụ cho những cái công trình phúc lợi xã hội. Đó. Xà lan này cái chẹt này ổng đóng, nhờ anh hai anh đóng nay nó đã hoàn thành rồi. Đây. Đó, chạy của mấy anh em làm đây.
kẹt nè, em hổm cũng đóng luôn. Còn mấy anh Mạnh Thường Quân quyên góp tiền vô đóng để mà làm cái xà lan này, làm cái xưởng gỗ đóng hòm, xưởng đóng hòm di động chạy được vô vùng sâu vùng xa, làm phục vụ cho những cái cầu. Cầu thì bây giờ cần những cái dàn giáo cưa cây làm cầu tạm đồ á, dàn giáo rất là nhiều, cho nên là mỗi làm mỗi một cây cầu vậy tốn tiền đi cưa xẻ rồi tiền vận chuyển xe vô tới nơi vùng sâu thì nó tốn tùm lum á. Nhưng mà có này thì yên tâm rồi, này làm cây cầu nào chạy thẳng tới đó luôn, xẻ rửa xẻ gỗ làm liền luôn đó. Nay nhìn thấy ngon lành à. Đó thì gỗ thì cũng đã cho, khi nào mà hết gỗ lắm mới buộc mua cho thì để mà xẻ ra đóng hòm. Giờ đóng được nhiêu cái anh? Đóng được bao nhiêu cái rồi? Thấy cái chẹt anh em làm ngon lành luôn. Đây, cái bả lan này gỗ mà thả xuống thì nó nổi và lôi gỗ lên. Ở này cái dàn này để dàn bả lan này đang quay kéo gỗ lên cho nằm dài đây, bắt đầu mình mới xẻ. Rồi đi lên coi mấy hòm đóng được mấy cái rồi. Hòm nào đóng là cho từ thiện không nha cả nhà. Chữ gì? Đó có nãy quay rồi. Anh Tám làm được mấy cái, anh Tám giới thiệu coi. Đóng được 16 cái mới rồi phải không? Này qua cái kiểu đóng qua văn luôn. Ừ. Này đóng qua văn luôn hả? Đóng qua văn à. Đóng được 16 cái mới rồi đúng không? 16 cái mới. Cái này đóng sơ chua có người mất độc sức đó, mình giao. Cái nào mà có người mất độc sức là mình có hầm làm liền, mình giao liền. Còn máy này là mình để dự trù, dự phòng. Cái này bị đốt rồi, cái quay. Sơn vậy, chưa sơn mới đóng rồi. Quay bữa con quyện nó đốt. Gì? Chuyện để không? Cái này sơn này năm. Cái này mình làm bấm qua văn này để đột sức mình giao. Ok. Máy gì sơn đi vậy? Đây mình sơn sẵn vậy. Mình mua được cái bitule rồi, về em tao hộ mình sơn cho nó nhanh. Đó. Mua bộ bitule mình sơn cho nó thoải mái, nó nhanh hơn. Ở đây hai cái dự phòng nữa, với cái kia nữa. Rồi máy này bây giờ mình khi nào ai mất nữa cái mình làm tới nữa. Chiều dài mình có thay đổi không hay là đóng chiều dài cũ? Hai thứ à? Đâu bỏ xuống anh nằm thử coi. À Hận ơi, giờ xuống anh nằm thử coi cái nó vừa không? Ôi chết cha. Nó có rồi. Phá quá trời luôn rồi. Cái tối bữa thì thấy nó hơi chật. Bữa em có nói kêu làm nó rộng rộng, nó dài một chút, hơi chật quá. Chúng nó nằm thử coi. Trời ơi, mở cái chổi quét sơn á. Mở cái chổi á, cho mở cái chổi á, cho mở cái chổi á. Này bà ngang mình làm nhiêu anh Tấn? Năm lăm sáu mươi, 60 luôn ơi, cho nó đẹp. 60 cho nó đẹp. Đâu anh đâu mà em con nó có dư hụt gì không? Còn... Ồ,
không dám dư đâu đại ca. Nó ngắn quá vậy. Giò dư mấy tấc nè. Sao dư được? Sao không dư? Lăn không được. Hả? Lăn không được hả? Thôi ngắn. Ở dưới anh cho anh đo cái gót quen mà tới cái mấy là nhiêu? Hai tấc nữa. Trên này còn tấc mấy hả? Ở dưới này hai tấc nữa. Hay tới rồi. Dòng ra tí tại ta tới 85 lần mà. Làm 60 luôn hay cho nó đẹp. Hận chụp lại anh tấm hình thôi. Mà ngồi đó. Lấy điện thoại em qua góc kia à, ngồi em chụp lại thôi. Coi lại cái hình có đẹp không? Cái đống quay văng rồi kìa nắm, chẹo cái đống quay văng rồi kìa nắm. Đâu? Cái đống quay văng ở đấy đó. Giỡn nắp lên. Không có ấy mà. Không có áo mà. Chưa áo hả? Có áo không? Chưa gì đợi. Dạ lên rồi. Chưa có áo. Thử nữa. Chưa có áo, chưa đóng áo. Đó rồi. Chưa đóng áo mà. Hỏi cần ta nằm thử ta đo mà. Đóng áo chút mà nắm. Có chiều dài mà làm cho nó rộng chứ. Lấy áo cả cây. Lấy áo mày Tư. Chị dối chơi gì Tư? Áo chì à má. Rồi lấy. Dạ đâu. Ôi chật. Chừng đó nè. Vậy là lăn chứ không được phải không? Nó không giống nhất được. Vừa. Mình làm 60 là vừa. Chà. Làm 60 là vừa. Ê ê, đâm đâm, có chà kìa đâm. Chà kia tí á, đem vô uống chà hả? Đổ vô. Cho thơm. Nó hơi chật. Gặp mấy người mập là không thua rồi. Đâu, anh làm 60 luôn đi. Đâu, cho người ta rộng rãi một xíu anh. Ha? Có áo à? Tao đóng luôn hồi nãy để tao đóng áo cho đẹp. Tao có áo luôn mà không chịu. Hơi chật á anh ơi. Năm năm em nằm vô là không có nhúc nhích qua lại được luôn á. Kìa đó có áo luôn kìa, nãy để áo luôn cho đẹp lên tao kìa đó. Đóng vô cho đẹp. Chừng đó nè, làm xong rồi mới được. Phim 5 phân đó nha. Chà, mặn thì chà lắm rồi. 5 phân đâu thêm nhiêu chà. Đó. Mà hôm đó kêu anh Tư tăng cường thêm 5 phân nữa là thoải mái. Chứ em vừa nèm vô là coi như là hết lắc qua lắc lại luôn á. Rồi bó rồi mắt chim nữa, vậy là vừa khỏi lắc, khiên khỏi lắc. Có lắc hả? Ừ, không lắc. Nó đi chim mà cho cứng luôn á. Đó, người ta đi rồi, người ta lắc chi nữa. Hả? Người ta đi, người ta nằm chỗ luôn rồi. Nằm chỗ rồi khiêng á. Khiêng lắc hả? Ừ, để trên xe chở đi, khiêng nó lắc rồi, đã ấy rồi, độn gòn, độn ấy. Không có lắc lại đi. Vậy nữa hả? Ừ, chim. Không, lắc lại, lắc chim cho cứng luôn. Rồi mua gòn làm gối, rồi đổ trà, vẽ. Một xíu, chảy rồi, ốp lại. Quấn hả? Quấn. Cột, vẽ một cái gì. Hồi nãy thử. Quấn à. Nãy thử quấn đâu luôn hả? Ừ. Quấn sao được? Nóng để bắn luôn. Quấn luôn. Em máy bắn luôn. Ừ. Ờ. Con mấy ông anh mát đạn lắm. Thấy nhỏ vô thử rồi cái đưa nè áo này sang chùm luôn đi. À. Lên vô nằm thử rồi con. Còn còn thiếu nợ thuốc không nghe. Nhà dưới không được đâu phải quay cho. Vô nằm đi. Ở dưới kia hả? Ở dưới. À, quên. Trời ơi, sao mà chơi đồi đang quay clip mà đứng đồi luôn trời. Không có ăn cua, ta nhắc thôi. Hồi nào đòi hồi nào. Có tiền thì quý mới ngon. Cái này. Phá không? Phá không? Anh chim ngon phá không à? Phá 8 mà. Đó. Thì đó, cây cối đồ cái gì đấy nè. Cây cối cũng xinh. Rồi nói chung là mấy anh em bỏ công ra làm thôi. Đây là cái chỗ đóng ở trên trên bờ cố định là xét cái bờ sông. Còn cái phà là chạy vô bên trong. Đóng ở bên trong dùng sâu xe. Đó rồi vận chuyển rồi cây cối rồi làm đổ này kia nó đầy đủ. Cho nên thì tất cả mấy này làm là toàn mấy anh em bỏ công ra làm hết. Ủa anh Tám, vàng sắt nào của nhà bà Bâu đâu? Ừ. Chưa. Còn hai nhà có chủ mà. Hai cái nhà dưới thống đó mà. Ở ung môn cái. Ung môn cái dưới thống đó cái hả?
ở An Giang kia bằng gì đó ta, đừng không tôi quên, con cái. Còn cái của nhà bà Bao Chi Tôn là chưa có đem xác về đây xả? Chưa đúng không? Thôi mới mốt gì đem về làm luôn. Mấy bữa chở mình chở lên chển, mình làm chển là mình làm luôn, đem chển mình mua đây, mình lên chển mình vừa lót vừa xây vừa làm gọi là dựng luôn ở rồi dựng. Mình mua xác ở dưới mình làm dưới khổ công chở lên, em đem xe tải về đây nó chở lên nữa. Chở đem xuống nhà bà Bao nữa. Không bị chở cây dán ôi chở đồ lên nhiều lắm. Chở ba đồ thì bây giờ chở em đem xe tải xuống về chở đồ thôi. Thì hàng lên dưới mình hàng cũng mua đây. Mua đây làm chi mình chở cồng kềnh không? Mua dưới mình đem cắt sắt dưới hàng thôi. Còn anh. Rồi. Mà không xong. Đây. Thôi. Chắc là em cũng dọt ra Cần Thơ và đưa tiền cho thằng giàu gà trống của con để tiền ba tiền phục thực đổ này kia với thăm nó luôn để em chạy qua nó. Vì là năm vậy gì chạy luôn chừng nào xuống nữa thì để mà em báo anh Tư Thanh, anh nói anh Tư Thanh là nhớ động thổ ở chầu quốc tế dân an trước cái tháng 7 giùm cho em nha. Mời tôi điện cho mấy anh, mấy anh em đóng gòn. Rồi đóng gòn đi, rồi tranh thủ động thổ giùm em, lựa cái ngày động thổ trước tháng 7 là cho em là được nha. Rồi xuống nọc đó ha, hơn là khởi công. Rồi khởi công á, động thổ đó, cái ngày khởi công á, khởi công là trước tháng 7 cho em được rồi. Rồi bắt đầu anh em sắp xếp cũng kịp rồi, để nén nó mà vài ngày không sao hết. Em chỉ cần lấy ngày trước đó, tháng 7 vậy để cưa dán cái mình đóng cút pha mình đổ vô trụ cái rồi. Ừ. Rồi. Ok, vậy đi. Thuốc hả? Thắng ơi. Qua lấy 10 bịch thuốc nhất đưa cho anh Tám đi. Để nó này. Thuốc thuốc gì? Tiểu đường. Tiểu đường hả? Giờ em còn thuốc đái đường à? Lấy không? Được. Không có tiểu đường, không có. Có đái đường. Trời giờ đó tiểu đường hết rồi. Chưa làm gì. Mấy chú im quá mà. Giờ có thể thịt. Mà nào ngay hồi đó ốm, bây giờ lại đây tiếp chạy cưa này, bây giờ là mập khiên đồ nặng bình thường. Tiểu đường hết bệnh luôn hả? Bởi ta yêu cầu. Người ta yêu cầu mà bây giờ kinh phí không có lấy gì là uống nữa. Chú có hút gì màu lớn không? Thuốc màu lớn không? Con có khúc nè. Thuốc màu lớn đúng không? Dễ lắm. Vợ mấy đứa con rồi? Chưa có đứa nào có. Chưa vợ phải không? Giờ kiếm nhỏ nào đi tối ngày dắt nó ra bờ bụi á mà ôm hung hoài là màu lớn à. Dễ lắm. Chắc thuốc lại còn chút xíu quá. Thuốc lại còn xíu. Thở cầm thước cưa nè. Đó, thấy không? Cái người tiểu đường đó hiện tại giờ tiếp máy nó được bao nhiêu để biết tính. Cũng không biết thì cũng cao á, đường là cao. Hồi đó là ăn uống rồi ngủ không? Mày có uống thuốc em chưa? Rồi, bởi tao yêu cầu nữa đó. Uống hết không? Hết đó, bởi tao. Hết, người ta yêu cầu đúng không? Ừ. Sao không thấy người ta mà tối ngày xuống mấy anh đi xin không à? Sao có, phải bữa nay anh lại đây là gặp rồi, bị đang làm cưa cây đây nè. Ừ. Đã không lại. Lấy 10 bát thuốc cấp với lại hai hũ tiểu đường đưa cho anh gửi cho anh ta. Cái hũ thứ đợt trước đưa đó phải không? Ông thợ cưa nè. Thợ cưa. Có ông cho tôi thỉnh cho bà chị mà vợ tôi một liều ba thời là sao? Mình đâu có thuốc liều nào ba thời. Trời ơi. Dạ bố tay. Ba cũng bị mà bị cái gì? Tiểu đường. Ta nói là bệnh gì người ta lựa không lựa là lựa ba tôi bệnh đái đường không. Lấy 4 hộp tiểu đường đi với lại 10 bịch thuốc cấp. Rồi. Tôi phải đào nhất. Hả? Cho em về đó thì ở em về có về bà vợ nhỏ không? Mình xin thuốc khớp nè. Vợ ở giờ nhỏ chứ giờ lớn mà thuốc. Ủa hôm nay có bà bán bánh bao bán bắp đúng tiêu rồi ta. Em bắp mà. Sau đó giờ này sao rồi mấy hôm qua chứ? Ở bụng thôi ăn cơm chùa gì vậy? Thôi. Người ta ăn bắp mà, không ăn cơm chùa nữa không? Có bạn bắp đây ngon. Vừa gạo, vừa khắp vừa hấu ăn nổi rồi.
có mấy bán này không chạy chạy ngon em không máy mất điện nè anh Tấn, chạy em không? Ba bốn máy bình thường, bốn máy hàng bình thường, bốn kéo nổi bốn máy hàng phải không? Vậy cũng ngon rồi, gắng cố gắng. Hả? 8 kg hả? À, áo để dưới kho anh chia anh với anh Tư Hoàng rồi anh Tư rồi chia mấy anh em có áo mà mặc để đỡ nắng nôi rồi ha, đem 50 trái áo lần á. Trời ơi gì đâu bể tay ấy. Ủa em ơi. Ha. Đen đen nhà nhìn á ghệ nó mới khoái. Thấy không? Mà đặt chưa có ghệ khoái gì. Bây giờ biết sao muốn có ghệ không? Lúc cua nhỏ đó đó nói kêu nó vậy nè. Đâu thử cười cái tôi coi coi. Quậy quá. Mày là mày cười đi anh chỉ mày cho mày cái thằng này chưa giết mày bỏ chạy rồi. Đây. Anh chỉ mà bảo đảm là ghệ nhóc luôn ha. Tao nói là, anh nói là chứ mày á chỉ trong vòng 5 phút mày mày một cua một phát một ảnh ơi mùi tọt nó bu đầy. Vậy xem mày nãy mày nói không mày chưa có ghệ mày mong muốn có ghệ. Ao ước được lớn. Đúng không? Ao ước được lớn là phải là có ghệ. Đây, nói nghe nè anh chỉ cho. Đây, sẵn bên đây tao ngồi chuyện với già chuyện với mày. Đó đây. Đó. Thuốc thuốc quay bỏ chân qua đây. Thuốc đó là thuốc thuốc nam mình á, ba cây cỏ lỗ này kia nọ không á. Ừ. Rồi, anh ngồi đó đợi tôi xíu để tôi già chuyện với thằng này trước cái đã. Thì nó nghe nè, giờ ông nội lấy cái đó quẹt cho mổ qua. Trời ơi. Quên, ông quán nghe nói gái cái ông quán lấy nguyên miếng này ông quẹt cho mổ ông nó quên. Tôi lại ông luôn á ông nội. Vậy mà kêu đi cô gậy. Bây giờ dặn nè. Nghe cho kỹ nha. Tại cái lưỡi cưa gặp ông lấy cái lưỡi cưa chứ nó. Em tên gì? Thì tôi Quý. Cái gì? Chừng chừng Quý Tắc. Hả? Chùi Văn Quý. Chùi Văn Quý tên đọc dữ vậy? Nghe tên là muốn chùi cái mà chùi nhủi luôn rồi đó. Cái này hồi xưa năm nay nhiêu tuổi? Anh xí chút xíu đi. 30 rồi. Xí rồi để tôi nhiều chuyện nha, thằng này chứ cái đó, anh đừng phá đám tôi hoài. Nhiêu? 30 đúng không? Ba mươi này nếu mà tính theo á, là cái cung hoàng đạo tây tây thiên lục địa thì mình trừ ra mình kiếm làm sao con vợ cho nó phù hợp, nó hợp tính với mình ăn đời ở kiếp thì 30 thì mình phải kiếm vợ 3 tuổi nè thì nó mới hợp 3 tuổi thì nó thành 33 nó là tiền nhéo đúng không? Chồng 30 chồng vợ 3 tuổi là 33 là lấy vợ và bảo đảm là tiền nhiều. Nhưng mà muốn cua mà ghệ mà mau có vợ á, thứ nhất nè, ví dụ là bằng ngày á em cô ghệ á, em lại em cái câu đầu tiên nói gì không biết? Không biết hả? Chưa biết hả? Thiệt mất cha. Nãy giờ mày chưa chồng ghệ luôn hả? Chưa ghệ con nhỏ nào luôn? Chưa. Đâu bữa thứ nào mà cái mà bữa nào mà mày thử mày ghẹo thử đó. Em đang đi đâu đó coi quay qua tán mày bọt tay không? Tôi tính ở có cái đồng 18 không? Có đồng 18. Nói nghe. Vụ mà là đầu tiên nói gặp em nào mà dễ thương đúng không? Có trai mẫu mình cảm thấy mình thích đúng không? Thích nhất gì không? Cái mình cười nhẹ nó cái. Biết cười nhẹ không? Cười nhẹ cười sao đâu cười coi. Mày cười đó, mày tự nhiên cái mày cười mày lấy cái này mày đưa lên mỏ hoài tao lại mày luôn á. Giờ mày cười. Hả? Qua đây. Tôi chỉ cho cái thằng này Quý này chưa dám chỉ này coi cái tự nhiên mà đi mà quẹt quẹt hai cái đít tôi lại mày luôn á như vậy không cái này tôi chỉ riêng nè hai anh em mình ra ngay bờ sông rồi tao chỉ luôn đó không ngồi đẳng luôn đây lại đây anh chỉ cho bảo đảm mày tối nay có ghệ luôn ra đây không cho mấy chợ kia nghe lại đây cái tặng này nó nhát dữ trời quá kêu rồi ok hả à. Đi đâu? À, đi chở cái bếp tôi anh Tám. Chở cái bếp đi. Ở đây nè. Thôi cơm đi đi, em có rồi. Rồi thôi, vậy em giọt ra Cần Thơ luôn. Em ra chạy ra Cần Thơ luôn, tranh thủ. Rồi mai về đám giỗ ba em nữa. Sáng mai đám giỗ ba em mà bây giờ này em còn nhiều chuyện ở đây. Bây giờ đâu có
anh em đâu có ấy không đâu phải không? Cụi quay không có ngày chủ nhật luôn, không có. Mà mấy năm nay là quay. Chứ em có nghỉ ngày nào đâu. Về nhà cứ nghỉ sơ hơi đâu có kịp đâu. Quý về Sài Gòn quý. Không. Đi về dưới ăn đám dỗ. Hồi vũ đó mơ không ai cầm cưa nữa. Thằng kêu chỉ mày cua ghệ mà cứ chưa vô mà lo chạy mà chu chu có mỏ hoài chứ mà cười mỉm mà cứ chu chu hoài. Rồi thôi chào tất cả quý vị khán giả, hẹn gặp lại ở cái đoạn video sau ha. Tấm sang bữa nay nhiều chuyện chứ vô đo thử hòm thử coi chiều dài bề ngang sao, còn kêu người ta làm bự bự hơn nữa, đúng là nhiều chuyện mà cố luôn. Chủ vũ cái thằng quỷ kia chỉ cho nó cua ghệ, nó cứ kêu chỉ cho nó cười sao tối nghĩa như vậy xong chết luôn đó, đi rồi. Nó cả nhà thấy không, đàn ông trai bây giờ mình chỉ mình kêu cho nó mình cười sao miễn chi mình để cho con gái nó thích mình, kêu đó ổng mày cười thử coi cái ổng làm vậy nè đó, vậy là xong rồi bắt đầu ổng đưa nguyên cái chùm cái tưởng đâu cái khăn giấy ngoài cái bao tay ông lấy lên quẹt cái mỏ ông chùm mũi nữa chứ lại ông luôn thánh quý ơi lần sau mày mua chuột anh ly cà phê anh sẽ chỉ mày bảo đảm là gái bu mày đầy luôn. Không, bảo đảm chỉ 5 phút là ảnh ơi mù tọt bu nó. Ảnh ơi mù tọt là bu nó đầy luôn á. Nhưng mà mày đừng có chu cái mỏ lên mày cười nha. Mày cười cho nó đẹp chút. Rồi mày cười thôi, tao muốn chạy 8 làng luôn rồi đó. Thôi xin chào cả nhà. Già chuyện như đây đủ rồi. Về thôi, đi qua bên Cần Thơ thôi. Chào anh Tư Hoàng. Anh ngồi cái giả, anh lôi chùi hoài à. Tới anh nữa. Nằm theo cây đó là giác ra trong tình.